Xin chào các bạn. Bây giờ đã là cuối năm. Trên màn hình của các bạn đang là những lá bài mình đã vẽ trong năm 2020. Hãy cùng xem năm vừa rồi mình đã làm được những gì nhé. Đầu tiên, chấn phải cũ và chấn phải mới. Chân trái cũ và chân trái mới. Tay phải cũ và tay phải mới. Tay trái cũ và tay trái mới. Mặt Exodia cũ và mặt Exodia mới. Reinforcement of the Army cũ và Reinforcement of the Army mới. Một quái thú của Yugi. Một quái thú nữa của Yugi. Lại một quái thú nữa của Yugi. Nói chung năm vừa rồi mình định làm của Yugi nên là mình vẽ khá nhiều quái thú của Yugi. Một lá bài phép của Yugi. Thêm một lá bài phép của Yugi. Còn lá này thì hình như của cái ba. Một Cyber Dragon. Bình giàu sang. Bình giàu sang. Giàu sang là tiền bạc. Nhiều tiền bạc thì là giàu sang. Nhiều tiền bạc thì là giàu sang. Anh em của Bình Tham Lam. Một lá Pendulum. Một lá Pendulum khác. Lá bài nghi thức đầu tiên mình vẽ. One for one. Triệu hồi hai lần. Răng Converter. Tuning Way. Photon Thruster. Quái thú Shinjo. Một quái thú Shinjo nữa. Grease the Wing Shinjo Dragon. Và Young Speeder. Và đó là 30 lá bài mình đã vẽ trong năm 2020. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn năm mới vui vẻ.